Mình em xem qua chút nội thất. Hàng bãi gì tuyệt đối cho anh em nhé. Sắt xi 7 màu. Đây. Chất chưa nhé. Mười hai tháng bảy năm 88. Chất lơ luôn. Đây, cái này còn vẫn để nguyên từ lúc sản xuất này anh em này. Lúc sản xuất thì người ta sẽ quấn vào và khi anh em nhấc dây loa nó căng như này. Bóng và trở này. Anh em có thể thấy đây, chở này, bóng này, tụ này, lỗ thông hơi này, đó, ba thành phần và chép. Và chép thì nối với chở, xong nối liền vào bóng, nối tiếp vào bóng, xong nối về tụ. Hai lẻ một Serie 2. Anh em xem đây để biết loa xịn nhé. Những cái loa mà nguyên bản thì nhà sản xuất thì thường người ta sẽ quấn các cái vòng này. Đấy. Lúc công nhân người ta lắp thùng người ta sẽ lắp, người ta sẽ quấn cái này. Quấn thành các cái đoạn. Đấy. Nếu mình muốn nó dễ nhấc ra thì mình xoay ra. Đó. Thật đẹp miễn chê luôn.